rồi chỉ mong con em được đi học này kia. Bây giờ nó nghỉ học rồi, mẹ không có tiền. Con nghỉ học con buồn không con? Dạ có ạ. Nhớ bạn không? Dạ có ạ. Quay qua đây, quay con ngồi xuống đây, bỏ tay xuống. Rồi, xếp bằng lại, xếp bằng lại. Xếp bằng lại, xếp bằng lớn với bà cô rồi nè. Xếp bằng lại, học lớp 4 phải không? Dạ. Dễ thương không? Y chang dễ thương như mẹ vậy đó. Nhớ bạn mấy buổi giờ học, nghỉ học nhớ bạn không? Dạ có ạ. Thôi ráng đó nha con, ráng vượt qua khó khăn nha, còn anh thì cũng ráng đó nha anh. Dạ. Hai năm mấy rồi, hai vợ chồng cũng đâu có ngủ chung. Ngủ rồi cưa cái chân luôn sao? Dạ ngủ tôi cưa cái chân á. Ok, hello mọi người. Hiện tại Thép đang ở quận 12. Giờ này cũng khá là khuya rồi, 9 giờ rưỡi rồi. Nhưng mà có một cái cuộc gọi của cô chủ trọ đứng sát bên Thép nè. Đó, cô gọi là nhờ giúp đỡ một cái hoàn cảnh. Đó, hôm nay Thép cũng có mặt ở cái phòng trọ của chị luôn. Cô có thể kể cho con cái câu chuyện được không? Hồi ngày trước á, là mấy năm trước á, là năm nay tôi đập nhà cũng khoảng 3 năm rồi. Dạ. Thì cổ mới dời qua đây ở, mà trước đó không biết cổ mướn ở đâu, bây giờ cũng lại đây. Thì trước đó thì té bên tôi á, mà tôi không có hay. Cách nay là khoảng 10 ngày rồi, qua kêu cửa thì người chị kêu cứu em cứu con giùm, chứ giờ hoàn cảnh em con khó khăn quá à, giờ không ăn không ngủ được, cái giò mổ hết 3 lần rồi. Rồi cũng hả, tôi than á, là trong gia đình tôi ông xã bệnh không có tiền. Rồi hỏi xin gạo, tôi cũng cho gạo, cho cá rồi để đem về đây chứ đâu có tiền. Thì giờ tôi thấy hoàn cảnh quá khó khăn đi. Rồi nói thiếu nợ rồi mổ hết 3 lần như vậy, giò đứt gân hết rồi. Thì mổ rồi bây giờ qua thấy hoàn cảnh vậy thôi, giờ để tôi tìm mấy chú để giúp cho cháu tội nghiệp. Bây giờ bệnh viện kêu nhập viện mà không có tiền. Bây giờ xin tiền để mổ cái giò bây giờ cũng mấy chục triệu đó. Giờ hôm đó nay người ta kêu nhập viện không có tiền, ở nhà chịu trận mua thuốc uống rửa gì đó. Bây giờ nó ăn phiết vô sâu rồi. Nếu mà bác sĩ nói không lo kịp á, thì cái giò tháo khớp. Cho nên tôi gấp quá phải dội vàng điện hết người này tới người kia. Vì điện chú Hưng Dừa thì cũng đi ở ngoài miền Trung. Điện chú Tám thì cũng đi ngoài miền Trung. Sao mai tôi gặp, bữa nay gặp được chú là tôi cũng quá mừng, chú giúp cho cháu. Như vậy đó. Hôm nay cũng có duyên các bạn. Hôm nay là mai là mình sẽ về Ninh Thuận và sẽ đi ra miền Trung để giúp người dân ở miền Trung đó các bạn. Thì cô gọi đó thì mình sẽ qua gấp luôn. Tại sáng mình đã đi về quê rồi thì hôm nay là mình sẽ mình đã có mặt ngay cái trọ mà mình cần giúp rồi. Chị đang bị bệnh cái chân, chị xuống được không chị? Chị xuống đây được không? Chị xuống dưới được không? Bò đi. Anh đỡ chị xuống giùm em cái. Ở dưới đây được, ở dưới đó tối. Chị xuống kìa. Giờ nằm chịu trận gì đó, không tiền chịu luôn đó. Chịu không còn nữa, thằng Trâm mình không ra tiền. Thiếu tiền nhà trọ người ta nữa. Ngồi xuống chị. Ngồi xuống đi con. Cô ngồi xuống cô. Ngồi xuống. Giới thiệu cho mọi người, đây là cô. Có nghĩa là cô này là chủ trọ cũ của hai vợ chồng anh chị này. Là trước kia là hai vợ chồng mình ở bên cô này. Bây giờ là chuyển qua chủ trọ mới. Đó là cái cô này là té. Cái chị này là té ở bên trọ của cô này. Cô này cũng rất là tốt bụng, mà gọi điện thoại cho nhờ chú Khương Dừa, nhưng mà chú Khương đi đi miền Trung rồi. Gọi chú Tám cũng đi miền Trung, Tám Sang á các bạn. Gọi cho mình thì cũng rất là may mắn là mình còn ở thành Sài Gòn. Chị cho em hỏi là chân chị như thế nào, chị có thể kể với em sơ sơ cho em hiểu được không? Dạ, chân em mổ dây chằng á, rồi mổ xong rồi nó bị nhiễm trùng lại, cắt bỏ cái thịt ba lần rồi mà bây giờ vẫn còn, cho bác sĩ kêu nhập viện mà không có tiền. Mổ ba lần, chị nói là mổ ba lần. Chị về xích trên đây chút xíu. Chị co cái chân thẳng cái chân không được hả?
Bị đứt cái dây chằng hả chị? Dạ, đứt dây chằng mà bị hai cái chân nữa, cái chân bên đi cũng gần đứt. Rồi sao mình té mà mình đứt dữ vậy? Thì em bữa đó trợt chân, trời mưa bước xuống á, trợt chân chút xíu nữa té dưới lầu rồi nhưng mà không té được. Nắm lại. Là mình té cái bậc chân cấp không cô? Cái bậc mà mình xây xuống á, nó ở trên lầu á, rồi nó đi từng xuống á. Rồi con nó đi học á, nó gấp quá nó chạy rồi dấp té nó, mà nó vịn được mà té xuống, mà lúc đó nó còn đi hơi. Dạ. Cái gán đi làm nó đi làm nó kéo cái gì đó đứt hết chân dây chằng. Có dạ. Bây giờ nó mổ 3 lần rồi. Bây giờ nó mấy chục triệu rồi, cũng còn thiếu nợ. Chị mổ 3 lần rồi mất bao nhiêu tiền? Dạ mổ dây chằng á là bữa ấy có bảo hiểm là 20 triệu. À, rồi cắt thịt bỏ vô này kia đi lên đi xuống thiếu ngoài thiếu sao? Chồng sao? Rồi giờ thiếu tiền ngân hàng từ lưa rồi con bé nghỉ học nữa. À đây là bé con của chị hả? Dạ. Năm nay con nhiêu tuổi rồi con? 11 ạ. Con 11 tuổi con học lớp mấy? Học lớp 4. À sao con nghỉ học? Cha mẹ con. Cha mẹ con không có tiền. Cha mẹ không có tiền cho con nghỉ học luôn. Dạ. Rồi anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Bây giờ anh 35 tuổi rồi. À 35 tuổi cũng lớn hơn nhiều á. Anh này công việc anh thường ngày anh làm cái gì? À, công ty. Công ty gì? Công ty ủi hàng ta. À công ty ủi hàng. Anh em nói. Lương công ty anh tháng được khổ được nhiêu tiền? 6-7 triệu hả? À 6-7 triệu. 6-7 triệu là anh lo cho vợ cho con đủ không? Không đủ đâu anh. Còn trả tiền ta nó lo không đủ anh. À. Tiền ngân hàng còn thiếu người ta. Mấy tháng người ta đòi hoài. Bây giờ là cái bệnh của chị thì nói thẳng ra với mọi người hiểu như thế này rất là gấp. Bởi vì sao? Nếu mà bác sĩ chị gỡ cái chân lên em xem cái. Chị nhập viện không là lâu dữ lắm cả tháng. Là bác chị gỡ ra luôn. Bác sĩ kêu là nếu như mà chị không có nhập viện để điều trị á là sẽ bị cưa cái chân á, tháo khớp á các bạn. À là cái đạn dây chằng là đứt đó là mình nói cái đạn dây chằng ngay cái chỗ đó không chị? Nó ngay cái chỗ đó, còn cái bên đây, cái đạn dây chằng bên đây nó cũng bị ảnh hưởng luôn. Ảnh hưởng luôn, muốn đứt luôn đó. À là muốn đứt cái đạn bên đây luôn. Phải rồi đó. Rồi may lắm. Chị mổ đây là bao nhiêu lâu rồi? Em cắt thịt đó là 2 tuần. 2 tuần rồi? Dạ, cắt thịt bỏ là 2 tuần. Trước đó là mấy năm rồi? Trước đó là 2 năm mấy rồi. Ủa là bị 2 năm mấy rồi con? Dạ. Kéo dài tới giờ này mới đầu năm gì đó. Ngộ sáng đêm gì là con? Rồi. Bị tính là 2 năm mấy lâu rồi. Hồi đó nó mập lắm nghe, bây giờ nó ốm như gì. Dạ em, mà bây giờ ốm như con vậy nè. Rồi bây giờ là chị bệnh cái chân vậy là thường là chị sẽ ở nhà chị nằm trên gác không? Dạ. Chị có không có đi lại nằm ở nhà không? Nằm ở nhà không. Rồi ai nấu ăn nấu uống cho chị? Bây giờ con bé nó phụ quá. Bây giờ sáng anh nói đi làm sớm, em sáng sớm 5 giờ mấy em thức dậy đi nấu ăn cho bả cho rồi mình đi làm sao á. Dạ. Đi đó. Nấu canh, nấu bọng, nấu cơm bỏ đó con bé này giúp đỡ cho ăn, cho uống bới từ chén cho bả ăn á. Bả có bơ đồ đâu. Dạ. Mấy năm khổ mấy quá. Năm này là anh đuối luôn đúng không? Đuối luôn rồi. Chữ tiếc nhiều là mình làm mệt quá mình mệt quá mệt. Về nhà tăng ca tới 10 giờ mấy mà về nhà mệt khóc luôn, khóc ơn luôn, làm ơn khóc ơn. Yeah. Nói chung là mình khổ quá, khổ ơn khổ quá. Cảm thấy cuộc sống mình nó ức chế. Em khổ nè, rồi cha thì hết chân, mình mẹ thì chết trong nhà ngoài. Người ta đốt nhà chị ở dưới ở quê chị ở đâu? Nhà em ở Kim Giang, Cầu Bao. Rồi anh chị còn bao nhiêu người? Chị còn anh chị em luôn là hết thảy 8 người mà ai cũng nghèo hết trơn. Rồi ba mẹ? Mẹ mất rồi, ba thì bị người ta đốt. Rồi giờ ổng... Ấy là ba thì bị người ta đốt hả? Dạ. Nhậu vô người ta ngủ rồi, bị người ta đốt rồi. À... Giờ... Nhậu xịn quá, ổng người ta đốt rồi, gom qua, gom lại, gom gươm lại, đốt ổng chết luôn á. Đốt cháy luôn á. Gom gì ta? Ờ. Phải rút cái giò ổng bên đi, ổng đi cái nhắc luôn á. À bây giờ là ổng còn ổng ổng còn. Còn mà ổng đi cái nhắc không à. Cái giò ổng thẳng nữa có tặc rồi. Dạ 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 hiểu. Hiểu quá. Khổ. Nói chung là anh em thì đông nhưng mà khổ. Nhà chị có hộ nghèo không? Dạ, ở quê á, ở quê chị dạ, có hộ nghèo không? Không có đi đó giờ. À
đi em đi hồi đó giờ có ai cho không nhỉ? Chị lên đây, anh lên đây, anh lên đây bao nhiêu năm à? 3-4 năm nay rồi. À 3-4 năm nay có nghĩa là tất kia là nhà mình cũng rất là bình thường, nói chung là khá giả chứ không có khổ. Nhưng mà lên đây là chị bệnh cái chân này thì đâm ra là khổ. Phải. Lo mà 2-3 năm nay khổ quá khổ. Lo không nổi nữa. Lo không nổi nữa. Cái gì cũng tiền, cái gì cũng tiền, lo mằng ơn sao tiền ăn, tiền uống, tiền phòng ta phải ở chỗ ta phải trả tiền ta từ đồng từ cắt hết trơn. Còn đây là mặn ơn sao sống nổi. Yeah. Bên Sài Gòn này là không mặn là chết luôn. Bữa anh làm bữa nào cũng gắng uống rồi, uống rồi, đi làm mặn rồi mặn rồi. Đi nhập viện mà không có tiền đâu mà nhập viện. Lo mặn ơn sao nổi. Nếu mà tháo khớp này ngay đây hả? À bây giờ là nói tóm lại là nãy giờ là chị cần một số tiền để chị nhập viện, chị chữa chân chị. Phải rồi, lo nếu mà bác sĩ em hỏi này, nếu mà bác sĩ nói là chị nhập viện á là cái khả năng giữ lại cái chân á là như thế nào, bao nhiêu phần trăm giữ lại được cái chân của chị nói cho em nghe. Bữa em đi bên chấn thương chỉnh hình là người ta phải kêu làm lại, nhưng mà em chạy qua bên Thống Nhất thì người ta cắt cái thịt bỏ. À. Rồi người ta kêu nhập viện gấp rồi em không có tiền rồi em chạy về. Người ta nói là phải nhập viện tháo khớp phải không? Dạ. Nhập viện thì cái chân nó còn một độc ở trong mũ chỏng. À. Dạ. Bây giờ là phải cần số tiền để nhập viện để duy trì cái chân và chữa cái chân để cứu cái chân. À, phải. Còn cái đệ dây chằng bên đây là có dưới này sắp đứt nữa. Sắp đứt nữa. À sắp đứt cái đệ dây chằng bên đây. Sao cái chân chị ốm vậy ta? Hai cái đùi to mà sao cái chân ốm vậy? Teo bệnh 2 năm mấy rồi. Uống thuốc kháng sinh không à, uống giết muốn chết người. Dạ là 2 năm mấy là chị cứ ở nhà chị nằm chị ngồi không chứ không làm gì được hết. Dạ không. Ông đi làm về có khi ông khóc mình này kia, không có tiền bạc có khi thì tiếm nhà trọ anh. À rồi ok. Thì anh làm tháng 60 triệu ở đó cái đất Sài Gòn này em biết làm mà. Sao là không đủ đâu anh ơi. 6 năm ở Sài Gòn, mình biết các bạn, làm mà 1 tháng 60 triệu là một mình luôn, cũng sống không nổi cho nên làm sao mà vợ. Bây giờ là bó tay luôn hả? Dạ, nếu mà lo vợ, lo con, lo đi học rồi. Bây giờ lo vợ, lo con, lo học là bình thường, còn vợ bệnh nữa thì thấy cũng rất là khó khăn. Phải rồi. Dạ, anh cứ bình tĩnh anh không có gì hết á, chịu có làm chút ít đâu mà sao giờ này sầu sần vậy? Bây giờ buồn quá, biết sao nữa. À. Vợ con bệnh nữa mà đi làm ơn con cái học bỏ học nữa em buồn quá. À buồn lắm hả? Buồn quá làm chút ít thôi cho nó quên hết sự đau. Không biết quên đường nào mà quên được đâu. Vợ con bệnh 2-3 năm nay mà không hết chán nản sao á. Dạ. Thiếu nợ người ta. À giờ anh thiếu nợ hết nhiêu tiền rồi? Thiếu nợ người ta 70-80 triệu rồi. 70-80 triệu rồi. Dạ. Dạ cái đó thì bây giờ là chị hôm nay tới đây cũng là một cái duyên quay video với chị để giúp đỡ, kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ chị. Bây giờ là cái chân chị á, chị ước khoảng bao nhiêu tiền để chữa cái căn bệnh này, chị có thể chia sẻ với anh em được không? Em chỉ cần 30-40 triệu này kia chữa hai cái chân em lành là em đi gắng đi làm rồi em trả nợ bên ngân hàng này kia thôi. Rồi chỉ mong con em được đi học này kia, bây giờ nó nghỉ học rồi mẹ không có tiền. À. Con nghĩ học con buồn không con? Dạ có ạ. Nhớ bạn không? Dạ có ạ. Quay đây quay. Con ngồi xuống đây bỏ tay xuống. Rồi thôi, xếp bằng lại, xếp bằng lại. Xếp bằng lại, xếp bằng lớn như bà cô rồi nè. Xếp bằng lại, học lớp 4 phải không? Dạ. Dễ thương không? Y chang dễ thương như mẹ vậy đó. Nhớ bạn mấy buổi giờ học, nghỉ học nhớ bạn không? Dạ có ạ. Thôi ráng đó nha con. Ráng vượt qua khó khăn nha, còn anh này cũng ráng đó nha anh. Dạ. Bớt nhậu rồi mình phải cố gắng lên chứ. Ồ em ít nhậu đó, lâu lâu 2-3 tháng nhậu 2-3 ly với anh em thôi. Cố gắng rồi lên chứ. Nhiều người người ta còn khổ hơn mình nữa. Bởi vì mình phải cố gắng đi. Dạ. Dạ con có gì hết á. Mình cứ bình thường. Cố gắng giữ lắm rồi đó. Bây giờ như thế này nè, em tính như thế này. Khi mà chị bây giờ hiện tại chị cần một số tiền khoảng bao nhiêu tiền để chị nhập viện và chị có bảo hiểm không? Cái bảo hiểm bao nhiêu tiền anh? Em không biết nữa,
bây giờ vô công ty và mùa dịch này là không cho vô bảo hiểm luôn á. Ý là cái bảo hiểm mua cho chị ở ngoài là bao nhiêu tiền? Không biết ha. Bảo hiểm nó thường bao nhiêu tiền cô? Ở ngoài á là nếu con có giấy tạm trú tạm vắng á là không biết mua phường nào. Bên phường cô là hình như 700 á, 750 gì thôi. 700, 750 là cái bảo hiểm. Sau khi mà mình mua cái bảo hiểm đó là mai mình đi khám liền là mình đi nhập viện liền luôn. Một tháng mới có hiệu lực luôn. Một tháng mới có hiệu lực. Chẳng gì ta. Một tháng mới có hiệu lực cái bảo hiểm luôn ta. Bây giờ là tạm thời là mình sẽ mua một cái bảo hiểm ấy. Mình sẽ mua cái bảo hiểm cho 1 triệu một cái bảo hiểm. Cái bảo hiểm mà ở đây có tạm vắng không? Không có làm giấy tờ là không qua bệnh sinh được đâu. À phải làm giấy tờ để mua cái bảo hiểm. Chứ nếu mà nhà này làm cho mình. Chứ nếu mà không có bảo hiểm thì nó ấy quá. Không có bảo hiểm thì sau này á sợ sự chữa bệnh sau này á là nó tốn tiền rất là nhiều. Làm bảo hiểm. Dạ. Nhờ cái chủ nhà này á là đi làm giấy tạm trú cho mình. Dạ. Đó là mình mới có cái giấy tạm trú đó mình mới đi xin mà không biết cái phường bên đây là phường nào cô không rành, còn dạ. Phường bên cô là khác. Đó là đi mua cái bảo hiểm liền. Dạ bây giờ là mình sẽ tính như thế này nè mọi người. Hôm bữa có cái cô cũng đã tham gia quỹ từ thiện của ủng hộ người nghèo cho thép là cô Quê ở Mỹ đã tài trợ vào quỹ từ thiện cho thép là 5 triệu đồng tiền Việt Nam mình. Bây giờ xin phép cô Quê thép sẽ trích số tiền đó ra 5 triệu của cô ra để gửi đến chị và chị sẽ dùng số tiền 5 triệu đó chị sẽ mua cái bảo hiểm cho em là 1 triệu. Đó còn 4 triệu đó là chị nếu mà chị nhắm chị nhập viện được thì chị nhập. Còn ấy thì chị sẽ sử dụng 4 triệu đó ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Xong khi mà đăng tải video nếu mà Mạnh Thường Quân người ta đồng cảm với gia đình mình á thì người ta hỗ trợ mình để cho mình chữa bệnh á thì cái đó là em sẽ quay lại em thông báo với gia đình mình. Đó còn cái chuyện mà Mạnh Thường Quân người ta có ủng hộ hay không á đó là em không con với em không có dám hứa. Đó em chỉ giúp gia đình tới đó thôi. Đó mong có gì anh hiểu cho em nha. Còn bây giờ hiện tại á là mình đang cần số tiền gấp để mình mua bảo hiểm hay mình ăn uống sinh hoạt trong gia đình thì em sẽ trích quỹ từ thiện 5 triệu của cô ra để đưa cho gia đình. Từ từ đi. Anh lo hết nó nổi. Có gì quay lại hai bác mà hết nó. Cố gắng quay lại nha chú Quy. Dạ cái đó con cũng không dám hứa nữa cô. Thì ví dụ Mạnh Thường Quân người ta ủng hộ thì con sẽ quay lại, con sẽ thông báo với gia đình. Chứ cái đó con không có dám hứa được. Một, hai, ba, bốn, năm. Đây này, chị cầm cho em 5 triệu đi. Nói chung là cầm đỡ số tiền 5 triệu này chị lo chi phí bảo hiểm cho em. Để có sau này ví dụ như chị có đi mổ hay là điều trị nó dễ hơn. Phải gấp là cái bảo hiểm là cái cần thiết nhất. Còn số tiền còn lại chị cứ lo sinh hoạt chi phí trong gia đình. Rồi sau khi mà em đăng video thì Mạnh Quân ủng hộ thì em sẽ quay lại. Đó nha chị nha. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn mấy cô, mấy chú, mấy anh đã giúp cho em. Đỡ cho em. Dạ. Rồi không sao đâu chị ở trọ 2 năm rồi các bạn. Mặc mùa mấy gì xanh sao không có hoạt động á. Kiểu không có hoạt động á. Bây giờ em xin phép anh em về nha. Dạ. Cố gắng nha. Dạ. Thanh niên mà không có gì phải ấy hết á, phải cố gắng lên. Cố gắng hết mấy năm nay rồi, bây giờ hai năm mấy trời sợ quá sao? Tiền chị, bạc. Chị nói sao? Đã 2 năm mấy rồi, hai vợ chồng cũng đâu có ngủ chung. À, ngủ rồi cưa chân luôn sao? Dạ, ngủ cưa chân á. À, bởi vì cũng thấy cũng tạo cho gia đình. Rồi con cố gắng lên nha con. Ở nhà phụ mẹ nấu cơm rồi ăn uống rồi nha con. Dạ. Dạ. Thì con muốn cảm ơn cô. Cái này là cô chú trọ mẹ mà rất là tốt bụng nha các bạn. Con cũng cảm ơn cô. Cô chú trọ rất là phúc hậu luôn. Cô cảm ơn cô nha. Rồi, cô điện con bắt máy nha. Nhớ nha, cô điện là con phải bắt máy. Chứ đừng có gắt máy là cô buồn lắm á. Dạ. Thép cũng rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của Thép nha. Hy vọng là sau khi Thép đăng tải video này thì Mạnh Thường Quân đã sẽ ủng hộ để giúp đỡ gia đình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Có gì là cái do
Dạ, cho phép xin phép kết thúc video tại đây. Bye bye.